Chào cô chú anh chị, em là bất động sản Tuấn Kiên Hoàng Dục Minh Thanh. Hôm nay em review cho cô chú anh chị một căn nhà ở đây là nó thuộc khu phố Kim Điền, giáp danh với thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây là cái đường vô nhà của mình. Đây, em còn một căn nhà ở đây. Đường vô nhà của mình là xe hơi nha cô chú anh chị. Đường trước nhà của mình là rộng 4m. Đây là một con hẻm, nó cách tường nhựa chỉ là 20m thôi. Khu dân cư thì đông đúc nha cô chú anh chị. Đây, đường xe hơi. Đây, em còn một căn nhà gốc đã bán rồi nha cô chú anh chị. Đây là nó một cái đường thông. Căn nhà này nó có diện tích là bề ngang 4. 4 dài 24 nha cô chú anh chị. Tổng diện tích nó là 97 m². Thì bây giờ em cũng xin báo giá luôn để cho cô chú anh chị xem. Căn nhà này nó có giá là 1.950.000 nha cô chú anh chị. Nhà này nó gồm một lầu. Nó gồm có 4 phòng ngủ, 2 toilet, sân trước sân sau rộng. Đây, cô chú cùng em vào tham quan căn nhà. Thì cái sân trước này nó rộng 4m là đậu xe hơi luôn á cô chú anh chị. Đây, nhà rất là thông thoáng. Tường thì được ốp gạch lên 1m2 hết nha cô chú anh chị. Rất là đẹp. Cầu thang thì đá hoa cương, tay cầu thang thì kiến cường lực inox. Phía dưới thì nó có một cái phòng nha cô chú. Cô chú anh chị, dưới nó có một cái phòng, hành lang cũng rộng. Đây là khu vực bếp phòng ăn. Thì nó gồm có tủ bếp đồ đầy đủ luôn cô chú anh chị. Đây là cái sân sau. Sân sau của mình cũng rất là khá rộng. Cô chú anh chị cùng em tham quan phía trên lầu ạ. Cầu thang thì được ốp đá hoa cương. Phía trên lầu của mình thì gồm có 2 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 toilet. Đây. Ở trên thì cũng được ốp gạch tường. Cái phòng phía sau thì mình có cửa sổ sau rất là thoáng mát. Cũng có cái giếng trời luôn. Đây là toilet phía trên lầu. Toilet cũng rất là rộng ạ. Đây, trên đây là nó là giống như một cái phòng thờ, nhưng mà nếu gia đình mình đông thì mình sử dụng cái phòng này làm cái phòng ngủ được nữa cô chú anh chị. Phòng rất là rộng. Ở đây thì khu dân cư nó cũng đông đúc nha cô chú anh chị. Thì điện nước của mình thì nó cũng đầy đủ. Điện thì đồng hồ riêng. Đây thì có những cái nhà cũng cất rất là to. Đường trước nhà của mình là xe hơi. Cái sân này mình cũng đậu xe hơi được luôn cô chú anh chị. Rồi, em cảm ơn cô chú anh chị đã xem tin. Cô chú anh chị có nhu cầu thì liên hệ em số điện thoại phía bên dưới nha. Rồi, cô chú anh chị yêu thích thì cho em một like và một đăng ký. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị.